Rồi, hôm nay Phương rảnh rỗi, Phương hướng dẫn cho các anh chị về cách rút nó rút xương ở chân gà ha. Rút xương chân gà. Đây là một chiếc chân gà đã được rút xương rồi ha, nhìn ngon lành. Còn nguyên vẹn hết trơn. Chân gà thì sau khi luộc đi thì chúng ta cho ngâm vào nước đá cho nó lạnh lại. Rồi sau đó bỏ vào trong tủ lạnh. Vớt 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 hết ra rồi bỏ vào trong tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ. Nhớ là trước khi luộc thì chúng ta không nên cắt móng chân ha. Chúng ta cắt móng chân như vậy nó sẽ bị rút rút co lại, nhìn cái chân gà nó không có còn đẹp nữa. Đây, Phương sẽ làm thử cho các anh chị một cái chân gà rút xương để xem ha. Đây, trước tiên thì chúng ta lên khứa một đường trên cái sống lưng của chân gà, làm một cái đường rãnh. Cứ như vậy chút xíu nữa chúng ta lấy xương nó dễ dàng hơn. Sau đó cắt móng. Rồi, bây giờ tới phần cái ngón đầu tiên của cái sụn gà, thường thường nó chỉ có một đốt xương, một đốt thôi. Chúng ta nên cái sử dụng cái kéo nào mà nó có lực một chút, chúng ta tách cái xương nó ra, tách cái phần khớp nó ra dễ dàng hơn. Nhưng mà mấy cái kéo mà nó yếu yếu là khó cắt. Một đốt. Rồi tới ngón thứ hai. Ngón thứ hai thì nó có hai đốt. Chúng ta nên bình tĩnh làm, đừng có vội vàng quá, bởi vì chúng ta đang sử dụng kéo rất là bén và chúng ta phải sử dụng lực nữa, nhất dễ là phạm vào tay tay của mình. Cái này tôi làm cho tôi ăn cho nên là xin phép là không có mang găng tay ha, găng tay sẽ khó thao tác. Rồi, tới ngón thứ ba. Ngón thứ ba thì chúng ta có ba đốt. Chân gà sau khi mà rút xương đi rồi sẽ có rất là nhiều thịt, nhưng mà khi mà còn xương thì nó còn dính vào trong đó, chúng ta cắn ra không hết. Nhưng mà khi rút ra rồi thì phần sụn gân và cơ của nó rất là nhiều, chúng ta sẽ ăn được hết. Chân gà sau khi rút xương rồi chúng ta tới ngón thứ tư. Ngón thứ tư này sẽ có bốn đốt ha, rất dễ nhớ. Khi làm ngón này nhiều đốt nhưng mà lấy ra thì rất là dễ vì nó ngắn. Chân gà sau khi rút xương chúng ta có thể ngâm ngâm ăn dần hoặc là đem tẩm ướp nướng. Chúng ta nên hết sức cẩn thận ha, bình tĩnh làm, chậm thôi cũng được, không có nên vội vàng.
bởi vì chúng ta đang sử dụng kéo bén và chúng ta sử dụng lực, lỡ mà trượt tay chắc chắn là sẽ bị thương. Xong cái phần lấy cái đốt đốt ngón chân của nó ra rồi thì là tới phần xương dài. Xương dài cũng không khó nha các bạn. Rồi, cái phần này chúng ta nên cắt để lại cái sụn. Cái sụn này số người đang khỏe thì họ có thể ăn được bình thường, rất là ngon. Đó, là tách ra. Nhớ là bên dưới có phần cơ rất là nhiều, ta nên tận dụng để giữ lại hết. Xong một cái chân gà ha. Chân gà này hơi bị chóc da chút xíu, không xấu mà không đẹp bằng cái chân gà trước. Rồi phần tiếp theo của chúng ta là chỉ cái việc ngâm hoặc là ướp nướng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.